Những quả như thế này thì nó còn hơi non các bạn ạ. Thì mình sẽ hái những cái quả nó già trước. Còn những cái quả này thì khoảng 1-2 ngày nữa là lại hái được. Thì mình sẽ quay lại hái sau. Wow, như cái chùm này. Chùm này nhiều lắm nè các bạn. Đó, còn quả to không. Mình hái thì mình sẽ nhẹ tay một chút, bởi vì nó còn những cái hoa chưa nở ấy. Mình sẽ hái cẩn thận để cho nó không bị rụng bông. Nói chung là trồng đậu thì cũng không khó đâu các bạn, bởi vì cái cây đậu này nó cũng gọi là cái cây dễ trồng. Trồng khoảng 60 ngày là mình bắt đầu thu hoạch được rồi. Thường như cái lứa đầu như thế này thì quả vừa to vừa đẹp vừa nhiều. Thank you.